Cảm ơn cô Minh Ngọc. Chúng ta bắt đầu cho chương trình thi thức khai mạc hôm nay. Sau đây là nghi thức khai mạc lễ gửi quỹ cho ông Cao Hùng đến từ Phật Gia. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Bắt đầu chào tay. Chào. Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Chào tay. Điểm để tưởng nhớ đến tổ tiên hàng loạt đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ cùng đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và chúng ta cũng không quên được rằng dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng sản bỏ vào tù và đã hy sinh trong các trại tù cộng sản, cũng như trên nửa triệu đồng bào Việt Nam đã tìm đường vượt biên, vượt biển tìm tự do và đã không thấy được bến bờ tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cũng như phút mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi trân trọng. Quý vị đã giúp chúc cuộc vận động này thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cùng bắt tay thực hiện tốt công việc của mình. Các anh chị truyền thông báo chí, YouTube không quản ngại đường xá xa xôi cũng đến đây để thực hiện phổ biến chương trình này. Chúng tôi cũng cảm tạ nhà báo Nghê Lữ đã giúp chúng tôi kết nối được với đại tá Cao Hùng. Vì thời gian quá cấp bách, chỉ trong vòng có 10 ngày, chúng tôi đã không thể không có những thiếu sót. Kính mong quý vị tha thứ bỏ qua cho. Kính chào quý vị. Quý chủ tịch các hội đoàn, đại diện các hội đoàn và tất cả quý đồng hương cũng như quý chiến hữu và các em hậu duệ. Trong tinh thần, chúng ta nhận nơi này làm quê hương thứ hai của chúng ta. Và thế hệ của anh em chúng tôi, những người cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ở tuổi 70-80. Chúng tôi nhìn chung quanh và rất mong mỏi được thế hệ nối tiếp. Cha ông truyền lại, thế hệ nối tiếp sẽ thực hiện ước vọng không những cá nhân anh em cựu quân nhân và tất cả đồng bào chúng ta đã phải bỏ quê hương ra đi. Đó là thế hệ thứ hai, những người đã đi vào dòng chính. Và dòng chính ở Đức Quốc hội Hoa Kỳ này, chúng ta chưa có một cái tiếng nói chính thức nào hết. Một người khi qua đây mới có 4 tuổi, tuy rằng không có đi.